Các bạn ơi, tem nó nhét một cái kẹo vào trong này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Kiến Su. Thì tiếp tục series đi siêu thị. Ngày hôm nay tôi lại cho Tôm Tét đi siêu thị tiếp nhá. Thì như lần trước thì Tôm chạm vào cái đồ gì thì là mua đồ đấy. Nhưng ngày hôm nay sẽ khác. Ngày hôm nay đó chính là Tép sẽ có nhiệm vụ là đi lựa chọn đồ. Đấy, lựa chọn đồ. Còn Tôm, nhiệm vụ của Tôm ở đây thì sẽ phải là bê đồ nhá. Ngày hôm nay Tôm bê được bao nhiêu thì tôi sẽ mua bấy nhiêu đồ cho Tôm Tép. Tức là khi mà Tôm bê đồ ấy thì Tôm không được đánh rơi đồ. Tôm hiểu chưa? Rồi. Đấy, còn Tép thì có thể chọn bất kỳ đồ gì được. Chỉ cần anh Tôm bê được và không đánh rơi nhá. Không được phép làm rơi đồ nhá. Nếu mà làm rơi đồ thì sẽ là bị thua cuộc và không được mua bất kỳ đồ gì nữa. Hiểu chưa? Cho nên là hai anh em là phải bàn bạc thật kỹ là xem là Tôm, ví dụ như là Tôm chỉ bê được khoảng tầm 3-4 cân gì đấy, hoặc là bê được những cái đồ gì đấy, thì hai anh em phải tự bàn bạc với nhau để mà lựa chọn ra những cái đồ cần thiết để mua, hiểu không? Tôm Tép có thể mua được bất kỳ đồ gì, ví dụ như là đồ dùng học tập này, đồ ăn uống hoặc là đồ ăn vặt này. Đấy, Tôm Tép thì tôi nghĩ là chắc là thích cái đồ ăn vặt lắm các bạn ạ. Đồ chơi cũng được luôn đấy. Đồ to cũng được, đồ bé cũng được. Chỉ cần là Tôm bê được và không đánh rơi. Cả hai hiểu chưa? Rồi ạ. Cả hai đã sẵn sàng để mua đồ chưa? Sẵn sàng. Chỉ có 10 phút duy nhất thôi nhá. Đấy, à mà thôi, không tính ra đi. Đấy, cứ Tôm mua được, Tôm với Tép mua bao nhiêu thì mua. Chỉ cần không đánh rơi là được chưa? Sẵn sàng nhá. Rồi, ok, bây giờ thì đi vào siêu thị và mua. Ok, đấy, Tôm Tép mua đi, thích mua gì mua. Tôm cũng thể được chọn mà, Tôm gợi ý cho Tép, bảo Tép mua cái gì đấy. Để chú Sáng gợi ý cho Tôm nhá. Bây giờ Tôm lên mua, Tôm và Tép ấy lên mua một cái đồ gì đấy to một chút nhưng mà nhẹ để Tôm bê được ấy. Sau đó thì Tép sẽ mua những cái đồ nhỏ đặt lên trên cái đồ to đấy. Tép hiểu không? Em mua đi. Thế thì đi mua đi. Tép chưa gì đã chọn cái đồ đầu tiên, đó chính là quả trứng à? Cứ không đánh rơi xuống đất là được. Tôm không được đánh rơi xuống đất nhá, Tôm nghe biết chưa? Đánh rơi xuống đất là thua cuộc đấy. Nếu mà Tôm cầm hai tay như này thì chú nghĩ là Tôm và Tép chắc chắn là sẽ không mua được nhiều, Tôm hiểu không? Tôm ơi, đây chú bảo. Tôm có bê được một cái thùng sữa như này không? Không bê được thùng sữa, lạ quá. Đấy, ví dụ mà nếu mà Tôm bê được một thùng sữa nhá, thì Tôm bê lên bằng hai tay, sau đó thì Tép mua đồ rồi Tép đặt trên này thì Tôm và Tép sẽ đặt được nhiều đồ hơn này. Đấy. Không bê được à? Không bê được. Ok, không bê được thì thôi, Tôm thích mua gì thì mua. Đấy, chú Sáng cho gợi ý như thế thôi mà. Con này chọn một thùng sữa bê lên giống ý kiến của chú Sáng đây. Hộp đấy thì bé quá, con hiểu không? Phải bê hộp to ấy. Nhưng mà nếu mà Tôm mỏi tay quá mà Tôm không bê được nữa là rơi đấy. Đấy, lấy này đi. Nhưng mà cái này mở rồi. Không bê được đâu, con chỉ bê được mấy giây thôi. Đây. Đi. Chọn đi. Tôm Tép không biết mua đồ các bạn ạ. Đấy, sau khoảng 5 phút Tôm mua được những đồ gì rồi? Một gói bim bim này. Một cái hai gói bim bim. Đấy, Tép toàn mua đồ linh tinh cho anh Tôm thôi. Tiếp theo là Tép mua xúc xích à? Sao con không mua hết cả cái chỗ xúc xích đấy luôn? Đấy, nếu mà anh Tôm bê được hết cái chỗ xúc xích đấy thì chú Sáng cũng sẽ mua hết chỗ xúc xích đấy luôn. Kệ đi.
đi đâu? Đâu con đi mua gì nào? Tôm cái cầm cho rồi. Chắc nhá, cẩn thận đánh rơi đấy. Con xé ra. Anh Tôm không cần chọn nhiệm vụ chọn, nó cứ để cho Tép nó làm. Bên này là quầy đồ gia dụng thôi ạ, không có gì đâu. Thế Tôm Tép không mua đồ dùng học tập à? Đấy là cái gì đấy? Súng, một khẩu súng nha các bạn nha. Cái này cho ai? Nhưng mà Tôm cầm được không? Treo đấy, không treo được đâu. À Tôm vành áo lên, đúng rồi. Tép ơi, nhét vào cái mũ ở đằng sau của anh Tôm này. Đây này, đằng sau anh Tôm có cái mũ này. Đấy, nhét vào trong này. Đấy, Tôm vành áo lên để cho anh Tép đặt đồ vào. Tôm cầm chắc nhá, cẩn thận rơi đấy. Chú Tháng là lúc nào cũng không thiên vị đâu. Ở đây là một quầy học tập. Đấy, Tôm Tép có thể mua bút về này. Mua bút cho học tập đấy. Đâu, Tép mua cái gì? Tôm Tép mua gì? Tôm và Tép đang miệt mài, rất là miệt mài để chọn đồ. Chọn cho kỹ vào, Tôm Tép mua gì cũng được mà. Tôm ơi, Tép ơi, nếu mà Tôm cầm được ấy, con mua hết tất cả mọi thứ, mỗi cái một cái cũng được luôn. Nhặt hết luôn, con nhặt hết một lượt luôn. Phải cho Tôm cầm nhá. Nhét vào đấy cẩn thận rơi nhá. Các bạn ơi, Tép nó nhét một cái kẹo vào trong này. Thế này giống ăn trộm mà con. Rồi không sao cả, tí nữa tính tiền hết. Con đi thoải mái mà. Con cứ đi thoải mái, nó không rơi được đâu. Thấy chưa, đấy. Tép Tép đút hẳn vào trong quần lên gì. Không bao giờ rơi được. Không rơi được. Mua gì nữa nào? Tí nữa mình chọn lên nhá. Tôm có cầm được nữa không? Cầm được nhiều đồ nữa không? Tép ơi, chú Sáng thấy là ở cái áo này của anh Tôm vẫn đựng được rất là nhiều đồ này. Đấy, con nhặt hẳn 5 túi, 10 túi nhét vào một cái luôn. Nhặt hết luôn cả cái hàng đấy luôn. Đấy. Có mua bia về cho bố con không? Thế thì mua nước. Tôm cắn cẩn thận nhá, Tôm tuột cái là rơi đấy, Tép không được cầm. Đấy, nhiệm vụ của Tôm là sẽ cầm đồ, còn Tép nhiệm vụ là phải nhặt đồ thôi. Tép có thể bê hẳn một túi bim bim luôn. Lấy hẳn một túi bim bim. Anh Tôm sắp không cầm được nữa rồi. Anh Tôm cầm nhiều đồ rồi. Đấy, cẩn thận rơi nhá. Tép nhét cũng cẩn thận nhá. Nhét cẩn thận rơi đồ ra là thua đấy. Đi cơm ơi. Quả trứng sách rất là dễ, con có thể lấy hết cả 4 quả trứng này luôn này. Treo ở tay không được đâu con ạ. À, đưa cho vào tay ấy, đấy. Quả trứng có quai sách. Quả trứng có quai sách Tôm ạ. Con có thể lấy hết cả đống này luôn. Ở đây chú Sáng thấy có máy bay này, mua máy bay về cho ốc này. Mua đồ chơi
Đấy là khẩu súng ấy. Ô, thôi mày chọn mày để là tép đút cho cẩn thận nhá. Tép đút chỉ cần rơi cái là thua nhá. Hồi tôm sắp tụt quần rồi kìa. Tôm bây giờ là không di chuyển được nữa rồi à? Đâu? Cái nào? Cái này đúng không? Nhỏ nhỏ này á? Đây, ok. Ờ, được, nước vào túi được đấy. Đấy, như túi quần thì con có thể mua những cái bé bé để đút vào túi quần. Tôm còn cầm được không Tôm? Tép hỏi tôm còn cầm được không? Cầm được. Cầm được. Khoảng cầm được 4 cái nữa. Nhưng mà tôm đang di chuyển, tôm di chuyển đây. Tôm đang di chuyển như này thôi, đang nhích thôi các bạn ạ. Sắp sửa rơi đồ đấy, cẩn thận. Cầm cho chắc vào nhá. Con lấy bao nhiêu cũng được. Con thích lấy bao nhiêu lấy. Con lấy kẹo đấy à? Ok. Không sao. Tí nhạt sau. Tức là tép đánh rơi thì không sao. Nhưng mà tôm là không được phép đánh rơi, hiểu chưa? Ok. Tép có muốn mua kem không? Không, kem tôm cầm luôn nhá. Mua kem anh cô tôm cầm cho nó lạnh. Thế tép bảo mà mua bút mà, tép có mua bút không? Không mua bút à? Mua bút về để học, mua bút về viết. Hay giờ ra chọn cái cửa hàng kia có cái gì? Chọn cái gì? Chọn luôn cả cái cửa hàng kia. Nhưng mà con có cầm được không? Con cầm được thì con chọn hết. Ok, đi ra chỗ ăn. Tiếp tục. Tôm hết tay cầm rồi. Đấy, nếu mà tôm cảm thấy mà không tôm cảm thấy mà không cầm được nữa thì tôm và tép có thể xin dừng lại. Đâu? Lấy cả dây luôn. Dây là dính vào nhau, lấy cả dây luôn. Lấy một cái thôi tép ơi. Vẫn còn đầy túi không ạ? Tép cẩn thận đánh rơi nhá. Đặt lên người anh tôm rồi là không được đánh rơi đâu đấy. Nhớ đấy. Ok. Mày làm thủ quật tam lên đấy. Ok chưa? Rồi dừng lại đúng không? Xin dừng đúng không? Rồi ok. Vậy là tôm và tép đã xin dừng lại. Là sau khi mua đồ thì được rất là nhiều đồ. Tôm thì đang di chuyển nhích kìa các bạn nhỉ. Ok thì bây giờ chị thanh toán cho em đi. Đấy, đầu xuân năm mới mua đồ cho tôm và tép. Túi 1 2 7 á. Rất là nhiều đồ. Tôm nó ăn trộm được một đồ ở trong này là chị này, nhìn này. Ô đâu rồi? Đấy rồi. Đấy rồi. Đẩy vào đây lấy cho cô thanh toán nào. Ô cái súng. Cái súng đâu? Hết chưa? Rồi. Trong túi quần. Thích không? Được đi siêu thị như này thích không? Để tôm tép. Tôm tép đi siêu thị như này thích không? Lần sau chú Giáng lại thử thách tiếp nhá. Thử thách lần sau sẽ khó hơn đấy. Có chấp nhận không? Có. Ok. Nát nữa cho tép cầm, thanh toán xong đã. Tôm tép nó rất là ham chơi với cả thích những cái đồ ăn vặt các bạn. Bảo mua bút với các thứ để về học tập nhưng mà tôm tép không thèm. Thích đồ ăn vặt thôi. Trẻ con ai thế, trẻ con đứa nào thế toàn thích đồ ăn vặt.
281 đúng không chị? Đó, chúc mừng tôm tép hôm nay đã hoàn thành thử thách với 281.000. Tôm cầm, nhiệm vụ vẫn cầm nhá. Em gửi chị. À, thì sau khi mua đồ xong thì tôi và tôm tép cũng khá là đói rồi, giờ thì ra mua đồ ăn nhá. Đây, ra đây ngồi đây. Giờ tới công đoạn review xem là tôm tép đã mua được những đồ gì. Đấy, bỏ ra khoe cho các bạn xem nào. Đây một cái này. Cái đấy là cái gì? Một cái bàn bả cho tôm ăn tép. Cái đấy gọi là cái bịch kẹo, kẹo hình con thỏ. Cái súng có kẹo bên trong. Rồi. Đồ gì nữa? Còn đây là túi máy bay đồ chơi. Bay đồ chơi có kẹo. Thế còn túi kia? Con không review túi kia. Ừ. Đây. Cái này chính là túi bò khô. Thế đây là cái gì đây? Đây là quả trứng khủng long. Rồi, hai quả trứng khủng long luôn. Hai quả trứng khủng long. Và một cái bim bim ơi. Cái gì đấy không biết. Cái cung quay. Còn đây là cái kẹo. Một trái bim bim nước luôn. Nói chung là ngày hôm nay là tôm và tép mua được rất là nhiều đồ. Một cái xúc xích và một cái kẹo cao su. Đây cả cái kẹo Mentos. Đấy thì sau buổi đi siêu thị ngày hôm nay thì tôm và tép đã hoàn thành thử thách nhá. Không rơi lần nào các bạn ạ. Tôm và tép hoàn thành thử thách và nhận được tổng giải thưởng. Tổng giá trị của cái giải thưởng này đó chính là 280. Đấy. Chúc mừng tôm tép nhá. À, bắt tay à? Bắt tay như người lớn luôn. Tôm. Chúc mừng. Đấy. Vậy là xong clip đầu xuân nhé các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Tạm biệt.